Alo, hôm nay mình cho mọi người xem là cái tài khoản mình tuyển dụng cái thị trường Ấn Độ ha. Tức là hôm nay là mình sẽ cho một sau 2 ngày, 2 ngày mình mở một cái kênh YouTube thì trên thị trường Ấn Độ có bao nhiêu người đăng ký ha. Đây 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi mười mấy người ha. Đây, mười mấy người họ đăng ký. Thì làm sao để cho mình họ đăng ký xong thì họ họ làm sao họ kích hoạt, thì mình sẽ gửi email tới những cái người này, mình gửi một cái clip hướng dẫn họ kích hoạt ha. Đấy, mình nhấn đây là mọi người nhìn cái cờ ha. Đây có Pakistan nè, có Ấn Độ này ha. Đây có người Ấn Độ này. Đây người Ấn Độ này. Cái này là hình như là cờ của không biết cờ nào hết, nhưng mà chỉ biết cờ Ấn Độ thôi. Đây. Rất nhiều người Ấn Độ ha. Đấy. Thì làm sao để cho mọi người này họ hiểu ra quen và họ kích hoạt á, thì mình sẽ nhìn thấy email đó, mình liên 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 lạc, mình gửi email ha.